Xin kính chào cô con anh chị các bạn đang xem kênh. Thì sáng hôm nay là thứ tư ngày 1 tháng 5 năm 2024, thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật qua sơ qua trình nhà cho Bích Thái cập nhật mới nhất vào buổi sáng hôm nay tại khu vực miền Tây, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Đông, khu vực Tây Nguyên cho cô con anh chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật hình giám ích thì mình còn có làm thêm những clip cập nhật giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý cô bác anh chị nào có xem kênh, có quan tâm đến giám ích hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, quý cô bác anh chị các bạn, tình hình giám ích Thái trong thời gian khoảng 1-2 ngày trở lại đây thì giám ích đang có chiều hướng đang đi ngang, với mức giá lên giá xuống thì cũng không nhiều. Hiện nay thì đang bước vào kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Có khá là nhiều dựa cũng đang tạm ngưng để nghỉ lễ. Vì vậy mà tình hình giá mít trong thời gian này thì cũng không biến động gì nhiều. Việc Chỉnh Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang, kem lớn dao động từ 12.000. Kem nhì là từ 8.000, kem ba dao động ở mức từ 3-4.000. Khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An thì kem lớn dao động từ 13-14.000. Kem nhì là 9.000, kem ba dao động từ 4.000. Chợ hiện nay tại khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An thì thương lái đang mua chợ với giá đồng từ 3.000 tại khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An. Khu vực Tiền Giang hiện nay thì mít kem lớn đang dao động ở mức từ 14-15.000, kem nhì dao động ở mức từ 10.000, ba dao động từ 5.000. Chợ hiện nay tại khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An thì thương lái đang mua chợ với giá đồng từ 3.000. Khu vực Tiền Giang kem lớn là 14-15.000, kem nhì là 10.000, kem ba dao động từ 5.000. Khu vực miền Đông thì kem lớn là 6.000, kem nhì là 4.000, kem ba dao động từ 3.000. Chợ hiện nay tại khu vực miền Đông thì thương lái đang mua chợ với động từ 1-2.000 tại khu vực miền Đông. Còn khu vực Tây Nguyên, ở khu vực Tây Nguyên hiện nay, khu vực Tây Nguyên hiện nay thì mít kem lớn đang dao động từ 5.000, kem nhì là 3.000, kem ba dao động ở mức từ 2.000. Chợ hiện nay tại khu vực Tây Nguyên thì thương lái đang mua chợ với động từ 1.000 tại khu vực Tây Nguyên. Ngoài ra thì tình Thái cũng còn chênh lệch tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vườn mít, tùy theo từng tuyến đường vận chuyển xa gần mà thương lái mua chênh lệch lên xuống là từ 500 đến 1.000, tùy theo từng vườn mít, tùy theo từng tuyến đường vận chuyển khác nhau.